Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Daytime Picker. Thì ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái cấu trúc để mà truy vấn nó dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, đỡ cực hơn trong những danh sách, trong những cái gọi là collection á, collection hoặc là enumerable, đó vậy vậy. Thì nó được gọi là link queue. Thì có nhiều người lại gọi thêm nữa là link queue to SQL. Rồi ORM đủ thứ hết, tôi dùng tên búi xù hết. Thì để các bạn không nhầm lẫn, thì đây cụ thể là mình nói về cách truy vấn link queue thôi, chứ không phải là link queue to SQL. Cái link queue to SQL thật sự nó chẳng khác nhiều hết, đơn giản là nó truy vấn từ SQL ra hoặc truy vấn từ những danh sách của SQL vậy thôi. Chứ còn cấu trúc khi các bạn đã nắm rồi thì xài dễ lắm, thằng nào xài cũng được. Nếu các bạn xài Entity Framework cũng vậy, chẳng khác gì ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Mình sẽ tạo một project. Tạo project đặt tên nó là link queue. Link queue UI đi ha. Tạo một project tên là link queue UI. Rồi, mình sẽ lưu nó ở một cái folder link queue hình như là mình chưa tạo. Rồi, sau đây time picker mình sẽ new folder nữa là 73.2 queue. Chết rồi. Okay. Rồi ok, sẽ lưu ở đây ha, select folder. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạo một cái danh sách, mình sẽ có một cái xem nó là gì, có lẽ là một cái combo box đi ha, để mình làm cho nó nhanh gọn lẹ, mình đỡ mất công combo box đổ cái ọt lại ra. Chắc là dùng cái combo box chứ rồi. Thật sự là cái combo box dataset, combo box thì tụi nó đều dùng chung cái gọi là data source á, thì nó không khác nhau bao nhiêu hết, nên khi bạn biết một hàng thì mấy hàng kia cũng không khác nhiều. Mình có một cái combo box, một cái button, một button, button sẽ đặt tên, gọi nó là get list hoặc là filter đi ha, hoặc là mình nghĩ là mình làm theo kiểu search đi. Sẽ có thêm một cái textbox, textbox button, button search. Thì ở đây textbox đặt tên là key, tức là cái từ khóa để mà search. Button á thì mình sẽ gọi nó là button search. Thì đây sẽ là filter, tức là filter từ khóa này. Combo box này sẽ là cái thằng được đổ dữ liệu vô. Vậy thôi. Rồi, và mình cũng nên có cái dữ liệu nguồn và dữ liệu được filter ra như thế nào, đúng không? Để cho các bạn dễ phân biệt. Thành ra mình sẽ có hai cái combo box, một combo box là data, một combo box gọi là research, một cái combo box là data, một combo box là research. Hơi ngắn quá đúng không? Rồi một cái là data, một cái là research, thì cái này sẽ là combo box research ha. Rồi mình sẽ cho cái dạng drop down của nó, mình sẽ cho dạng nó không để là dạng top down nữa, mình để sẽ là single s rồi chạy tiếp rồi, sẽ là symbol để cho nó sổ ra luôn để chúng ta nhìn thấy luôn ha, là symbol rồi để thấy luôn. Ok rồi, chuẩn bị giao diện đồ đầy đủ rồi ha, bây giờ bắt đầu nè. View code mới vô thì mình phải chuẩn bị cái data để mà hiển thị lên, không thì mình sẽ có một cái list string ha, hoặc là mình tạo một cái class. Ở đây là public class, class food đi ha. Thì trong cái food này mình sẽ có là tên thức ăn, mình sẽ có tên thức ăn, mình sẽ có giá thức ăn, rồi có tên có giá thức ăn giờ. Rồi mình có thể cho cái hàm dẫn vô, public food là một hàm dẫn, rồi public food hàm dẫn thứ hai, có cái hàm dẫn thứ hai này có string name và write, đó phải là string nhỉ, thôi kệ string đi, khỏi mất công mệt quá khỏi cần vệt mệt test thôi mà, được chưa? Rồi name của mình nó sẽ bằng list nha, nhớ là list.name nha, và
và this.price sẽ bằng right. Ok. Rồi, mình sẽ tạo một danh sách list food. Food. Có cái hàm lot đi ha. Food. Thì trong đây là food list bằng new list food. Đúng chưa? Và trong cái list food này mình sẽ add một vài thằng vô. Food list chấm add sẽ add new food. Thì food này mình sẽ truyền vô là vú dê nướng với giá là 5 5 5 5 5, vậy như vậy đi ha. Rồi sẽ add thêm vài thằng nữa, tức là có vài món trong danh sách của mình, tức là có nhiều phần tử trong danh sách của mình. Đó, cái là vú dê nướng, cái là mực một nó nướng muối ớt đi, giá là 99.99. Rồi ít lớp bụi lớp lùm, giá là 33333. Rồi tiếp ha. Rồi cái gì đây, đặt nó là một chẳng hạn. Sẽ thử nhiều trường hợp để tí nữa mình sẽ làm cho các bạn thấy. Rồi phải up giá rẻ thôi, 15.000 ít vậy. Rồi thêm món gì nữa ta, ốc mỡ cháy tỏi nhờ thế nhờ. Giá là hình như là 50 thì phải đó. Rồi mình đã có danh sách thức ăn. Sau đó cái combo box, combo box data của mình á, data sụt mình sẽ cho nó bằng food list chưa. Rồi combo box data chấm display member mình sẽ cho nó hiển thị cái tên lên. Xong mình chưa gọi hàng lót data nữa. Mình chưa gọi hàng lót data, đợi xíu nha. Lót tên lót food mà. Rồi lót food. Rồi để thử nè, cơ bắp mình có nè, dấu dê một nắng hết lúc lần giữa cái kiểu. Được chưa? Tức là đây là cái danh sách nguồn của mình. Bây giờ từ cái danh sách này, từ cái danh sách này nha, cái kiểu dữ liệu á, để mà bạn có thể sử dụng link queue. Các bạn coi nè, mà F12 vô cái list các bạn thấy nè, nó là I collection hoặc là I numerable. Và theo mình nhớ hình như là muốn sử dụng được link queue phải là kế thừa lại từ I numerable hoặc I collection như là vậy. Đó là phải không? Vô là biết gì. Có hình như là cái I collection cũng kế thừa là từ I numerable rồi. Đúng rồi. Tức là túm lại á, các bạn muốn sử dụng link queue á, là cái thằng mà cái dữ liệu các bạn sử dụng á, nó phải được kế thừa I enumerable. Yeah, thằng này nó sẽ hỗ trợ link queue. Ok, dạng cái truy vấn như vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử nè. Bây giờ mình mong muốn khi mà mình nhấn cái nút mình tắt bố nó cái gì ra rồi. Khi mà mình muốn mình nhấn nút filter này mình muốn khi mà mình nhấn nút filter này, nó sẽ dựa vào cái tên được tìm kiếm ở đây, nó đưa qua này, và mình sẽ sử dụng link queue để làm. Ok, rồi thử cho bạn coi nha. Bây giờ giả sử làm đầu tiên là mình không sử dụng link queue đi, thì mình làm như thế nào? Được không? Bước đầu giả sử mình không sử dụng link queue, mình dùng cách bình thường, có phải là mình sẽ phải làm sao đó duyệt hết tất cả mảng này, đúng không? Duyệt hết cái danh sách này, rồi mình xem thử thằng nào mà có cái tên tương ứng như vậy, thì mình đưa vô trong danh sách trả lại của mình. Thì có phải là mình có một cái là list food đúng không? Gọi là research bằng new list food. Rồi giờ mình for list cho mỗi cái food nằm trong cái food list, đúng không? Nếu như item.name mà nó bằng với cái testbucky.test thì là chuyện gì ta? Có phải là chính cái research của mình chấm này đâu? Mình sẽ cái food đó vô, cái item vô, đúng chưa? Rồi sau đó chính cái combo box research.datasource nó sẽ bằng research của mình. Và combo box này chấm display member mình sẽ cho nó bằng cái name. Ok, bây giờ này dấu dê nướng đúng không? Copy nè, filter cái là không ra gì hết đúng không? Không có gì đây, filter dấu dê nướng có nè, thấy không? Tức là đây là cách bình thường mà chúng ta làm, đúng chưa? Đây sẽ là cách bình thường mà chúng ta làm là filter rồi tìm kiếm, sau đó là dựa vào cách là duyệt hết cả mảng như thế này.
thì thật sự Linh Kiêu nó cũng bản chất cũng là diệt mãn như thế này thôi, chẳng khác khỉ gì đâu ha. Tức là top bên dưới nó chạy như vậy, nhưng nó hỗ trợ cho bạn làm nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, khỏe hơn, bạn không phải viết nhiều như thế này. Mà bây giờ đây là cách bình thường nha, đây là cách bình thường. Bây giờ mình nói lại, đây sau các bạn có cái để tham khảo ha. Mình sử dụng Linkq thì như thế nào? Nếu sử dụng Linkq thì như thế nào? Như thế này, dễ lắm ha. Bằng, à quên, để lại cho các bạn có cái để tham khảo chứ. Research bằng food list chấm. Cái này nó hơi giống giống với cái SQL một chút, như là có select nè, rồi có from, có where, có single default rất kiểu. Không? Bây giờ theo điều kiện, theo nhu cầu á, là mình muốn tìm theo điều kiện, tức là tìm mà có điều kiện trong đó. Where? Khi mà từ danh sách này lấy ra cái nào thỏa điều kiện này, where? Where cái gì? Bạn đưa ra một cái giá trị bất kỳ giống như là cái tên biến tạm thời á. Cái tên biến này giả sử như là item đi. Đó, vậy như này. Item chấm. Thì cái item này sẽ giống như cái for list này nè. Bạn cứ tưởng tượng là đang làm một cái vòng lặp for list ở trong đây. Cứ tưởng tượng là vậy, đang làm một cái vòng lặp for list trong đây. Rồi cái tên này chính là cái tên và đặt ở đây. Bạn không cần khai báo cái dữ liệu, nó tự hiểu cái dữ liệu của nó. Được không? Bạn hãy đặt bất cứ gì, item hay cái gì bla 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 các kiểu đều được. Mình hãy đặt B cho nó lẹ. Đó. Được không? Rồi cái B này khi bạn chấm một cái thì tùy theo cái kiểu dữ liệu nó trả ra mà nó sẽ ra được tương ứng, bạn thấy không? Ném nè. Bạn thử để ném a. À, khi mà ném bằng với cái gì? Test Bucky chấm test. Đúng chưa? Nhưng mà kết quả nó không được là bởi vì nó báo nè. Cái thằng này IEnumerable không thể convert qua list food. Cho nên bạn có thể đưa ra to list. Dạ. Yeah. Ok, chạy. Copy ha. Quá ha. Vẫn ngon lành. Và code ngắn gọn hơn. Được chưa? Bản chất nó chạy cũng vậy thôi ha. Bản chất nó chạy nó cũng phải là for list rồi kiểm tra thôi. Nhưng tốc độ khi bạn xài enumerable nó sẽ nhanh hơn. Và sẽ có bạn hỏi, ồ, nếu mà nó nhanh hơn vậy mà bây giờ mà phải chuyển về list nữa thì có phải nó cũng phải duyệt hết tất cả từng phần tử rồi chuyển về list không? Vậy thì có thằng này cũng lâu. Vậy thôi làm như thế này cho rồi, việc gì phải như vậy đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ đổi lại một xíu. Chỗ này ha. Research giữ nguyên đây nha. Bây giờ mình đổi thành một thằng khác. Research 2. Mình để nó là va. Và đây mình trả nó là research 2. Mình không to list. Dạ. Yeah. Chạy nha. Không ra luôn. Nó không hiểu à, là thằng này nó không thể hiểu được cái sụt là từ iList hoặc là iList sụt, tức là bạn phải convert nó qua một dạng list, một danh sách nó mới hiểu. Ok, vậy thì thua rồi, tức là tốc độ phải chấp nhận, được không? Tốc độ này là phải chấp nhận, nhưng mà nó mà chịu thôi chứ sao giờ, không biết sao giờ, phải chấp nhận thật đó. Nhưng mà một số cái trường hợp á, như là bạn sử dụng dataset, data table thì nó không có vấn đề, bạn không phải lo luôn, tức là bạn không cần phải convert, nó vẫn hiểu. Và cái này sẽ giúp cho các bạn biết cái kiến thức về sau mà các bạn làm ASP.NET MVC nó rất là nhanh. Và thường mấy mốt các bạn sử dụng entity framework, đại đa số là sử dụng để mà entity framework và tốc độ code của bạn nhanh hơn, nó dễ nhìn hơn, dễ hiểu hơn. Còn cái này các bạn thấy là phải nhiều dòng nè, nhiều thứ rườm rà nè, nhưng hãy hiểu là cái bản chất nó chạy không có khác nhau đâu ha, đều phải forest đồ rồi phải gì có từng phần tử. Nhưng đây là cách để các bạn code Linkq. Cái thằng này là cái item y chang như item này đó, từ đó bạn chấm chấm chỏ chỏ rồi đó. Và cái này là cái phải có nha, cái mũi tên này á, nếu các bạn đã từng học qua lambda expression anonymous method nó giống như vậy á, tức là sau đó các bạn viết gì đó rồi để sửa các bạn thêm điều kiện, các bạn end vô và gì đó la 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 các kiểu viết vô bình thường thôi, giống như câu điều kiện if các bạn thôi, que nè. Rồi đây là trường hợp que ha, giả sử bây giờ mình không có que mà lấy hết tất cả thì sao? Thì các bạn có thể là a research bằng food list chấm select và select này cũng giống kiểu này thôi, select b chấm to list. Bạn phải đưa ra một danh sách mà đúng không? Rồi ở đây không cần luôn được không? Không được đó, là một cái do bạn đã sử dụng cấu trúc Linkq. Rồi bây giờ mình thử nè, filter này nó ra hết đúng không?
Nhưng bây giờ giả sử mình không muốn lấy ra cái b mà muốn lấy ra cái b chấm nem thôi thì sao? Không được, là bởi vì cái bản chất hàng reset này đó là list food. Bây giờ mình thử một cái reset 2, mình để là va reset 2 được không? Được nha. Đó, chạy nè, xem nó hiểu nha, hiểu luôn. À, ngon. Rồi bây giờ mình thử nè, thử nhận price không? Chạy thử ra nè, filter nó ra giá luôn. Đó, chứ thì rõ ràng tức là bạn có thể select ra cái danh sách nào đó theo ý của bạn. Và ở đây không phải chỉ có mỗi là b price không, mà thậm chí bạn có thể lấy ra từng cái như là giả sử cái danh sách này nhiều hơn là cả price, cả name, cả nhiều thứ khác nữa, thì bạn lấy ra cái nào bạn muốn cũng được từ đây. À, được nha, không phải select chỉ có một thằng đâu, bạn có thể select ra nhiều thằng trong đó đó. Ok, good đúng không? Rồi, đó là nói về select. Rồi, giả sử bây giờ bạn cũng lấy ra một list như thế này, nhưng bạn chỉ muốn lấy một thằng duy nhất thôi, bạn muốn lấy ra một thằng duy nhất thôi, bạn có thể sử dụng cái hàm cấu trúc đó là single or default, tức là lấy ra một thằng duy nhất trong cái đám đó là thằng đầu tiên á, hoặc là thằng mặc định. À, đây là một cái nhu cầu nữa để đôi khi mà bạn tìm kiếm mà theo danh sách, bạn tìm kiếm một danh sách và tìm kiếm một thằng thôi, chỉ cần một thằng mà thỏa mãn được cái tên đó, nhưng bây giờ nó ra một danh sách lận thì bạn có thể lấy như thế này. Và lưu ý các bạn đừng có cố gắng lấy kiểu này xong rồi bạn to list, à, rồi sau đó bạn lại lấy ra thằng đầu tiên theo kiểu là bạn lấy thằng đầu, đừng có làm như vậy. Tại vì cái trường hợp to list này mà nó bằng null thì sao? Trường hợp to list này mà nó không có giá trị thì sao? Lỗi chết á. Còn nếu các bạn sử dụng một single or default, tức là nếu có thì lấy ra single, ngược lại lấy ra default, lấy ra thằng mặc định, sẽ không có lỗi cho các bạn. À, đó, theo một cấu trúc của Link Queue ha. Rồi, đơn giản đúng không? Tiếp nè. Thực sự Link Queue đơn giản như vậy thôi ha, không có gì hết á. Đó. Rồi. Research bằng food list chấm. Bạn có thể research rồi thêm điều kiện vô cái kiểu đó, bạn làm được đó. Từ Link Queue khi mà các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ bạn viết câu điều kiện if kết hợp với lambda expression, nó rút gọn lại, nhìn đơn giản dễ hiểu vậy thôi. Hết rồi, không còn gì nữa hết. Và thường ở đây chúng ta hay sử dụng where thôi. À, và cái thằng này khi các bạn đã biết link queue rồi, các bạn làm phân trang rất là khỏe. Nó có cái tag và có cái skip. Cộng tag và skip vô thì bạn ra cái gì? Giả sử nè, bây giờ mình có 30 record, mỗi trang mình hiển thị 10 record. Thì nếu như mình muốn hiển thị cái trang thứ hai có phải là 20 là 10 phần tử sau 10 phần tử đúng không? Vậy có phải là food list chấm tag. Tag sao? Hoặc là skip trước. À, mình skip 10 trước. Rồi sau đó mình lại 20 cái còn lại á, mình lại lấy ra 10 thằng thôi. Đó, có phải đúng cái mình muốn không? Và chấm to list để ra cái list theo đúng kiểu dữ liệu. Vậy thôi. Bạn hiểu ý không? Đó, thì bây giờ giả sử bây giờ mình lấy là bỏ qua 2 thằng, lấy 2 thằng. Không, chạy thử nè. Nè, tổng cộng là 6 thằng đúng không? Nó sẽ ra thằng x double với cái gì đây nè. Được chưa? Khi các bạn nắm cấu trúc link queue này, các bạn làm phân trang nhanh gọn lẹ, đỡ khổ hơn rất là nhiều. Mà các bạn, nếu các bạn đã xem qua cái bài phần mềm quản lý quán cà phê của mình, thì các bạn thấy mình phải dùng store rồi searcher để mà mình làm phân trang và code nó rất là cực đúng không? Nhưng không, nếu các bạn sử dụng link queue này code ngay tại đây luôn, nhanh gọn lẹ. Ok? Dễ đúng không? Nhưng đừng có lạm dụng. Nếu như các bạn kết nối với cơ sở dữ liệu, đừng có làm dụng cái kiểu mà lót hết dữ liệu dưới lên rồi phân trang ra, lấy ra một số cái ở trên cây này thôi. Bởi vì cái bản chất là khi các bạn truyền, các bạn lấy nhiều dữ liệu từ dưới server lên, thì rõ ràng nó phải truyền rất là nhiều data, nó làm chậm truy vấn của bạn, nó làm nặng lên. Đó, giả sử bây giờ cái record, cái bản của bạn nó chứa tới 1 triệu record, mà các bạn chỉ lấy có 2 thằng trong đó thôi, thì ai lại đi là lót hết 1 triệu lên là filter ngay trên client đúng không? Cho nên dùng store rồi searcher không phải là cú bắt đâu. Tức là để tăng tốc độ phần mềm bạn lên, hãy cố gắng giới hạn số lượng data phải truyền tải. Làm sao cố gắng lấy được đúng cái dữ liệu mà mình muốn ngay dưới server luôn, rồi xong nó đưa dữ liệu đó lên client về hiển thị. Vậy thôi. Cho nên phải có lý do mà tại sao người ta thích là xử lý phía dưới server, để đảm bảo bảo mật, đảm bảo đúng toàn vẹn dữ liệu, đảm bảo nhiều thứ. Client chỉ có nhiệm vụ là tính toán một vài thứ để đưa xuống server để xử lý, rồi lấy từ dữ liệu server lên đưa lên, chứ nó không có tính toán nhiều theo kiểu là phân trang vậy như thế này. Đó, ta thêm một cái lưu ý cho các bạn nữa. Được chưa?
text skip được các kiểu này, rất là hay ha. Rồi xem có gì nghịch nữa không. Research bằng footlist chấm single là mình lấy ra một thằng ghép nè, lấy ra một thằng mà thỏa mãn điều kiện gì đó, được không? Rồi skip while là loại hết những thằng mà thỏa mãn điều kiện đó. Nó khá là giống như cái where chứ khác gì đâu. Hay nhưng mà cái while này có cái là nó gặp lặp liên tục, giống thôi à, giống như cái where thôi à. Nên thường người ta cũng chẳng có dùng skip while gì nhiều. Sum nè, bạn tính tổng được nè, tính tổng được, đâu khó đâu. Khi bạn nhìn cái tên bạn hiểu được order nữa, bạn có thể sắp xếp nè. Bây giờ sắp xếp theo cái gì? Bây giờ giả sử là mình order theo bây giờ sự B mình order theo cái giá tiền, đúng không? Mình sẽ order theo cái giá tiền chấm to list, được không? Và cái order này á, sao mà mình biết được là order tăng hay giảm? Kệ, cứ chạy trước đã. Ok, filter filter có order thì giá tiền, đúng không? Mình coi thì giá chúng ta nè, cái thằng cái gì đây là thấp nhất nè, đúng chưa? Mực một nắng nè, rồi nó cao hơn không? Rồi vú dê nướng nè, mới tới ốc mỡ chế tỏi nè, bảy ốc nè, đúng chưa? Ít ốc lùm nè, đúng chưa? Nhưng mà coi chừng nè, cái thằng ít ốc lùm này nó thấp hơn cái vú dê nướng, trong khi giá nó là 6 chữ số, thằng này là 5 chữ số. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đơn giản thôi, cái này là đang so sánh theo chuỗi, không phải so sánh theo số, đúng không? So sánh theo chuỗi nó sẽ ra như vậy. Rồi vậy nên nếu mà bạn muốn đảm bảo, bạn nên đảm bảo cái kiểu dữ liệu của nó. Nếu không nó sẽ không có đúng, thì bạn có thể là so sánh theo cái price, nhưng mà thử ép kiểu nó về kiểu in được không? Thử đi ha, tôi in 32 nè, gần vào nó về xem được không. Có vẻ được nè, chạy thử nha, xem kết quả nó còn giống vậy không. Ồ, khác rồi nè, hình như là khác rồi. Thử nha, cái gì đây là thấp nhất đúng không nè, tới bảy ốc đúng không nè, ốc mỡ cháy tỏi nè bao nhiêu, 50.000. Rồi dưới dây nướng hơn 50.000. Rồi tới ít nấm lùm, tới mực một nắng, đúng. Vậy tức là mình có thể kết hợp rất là linh hoạt, có thể kết hợp rất là linh hoạt trong đây. Được không? Đó là tuyệt vời đúng không? Rồi bây giờ mình thử tiếp. Chấm to string. Bây giờ tiếp nè, xem nó có chịu không. Chịu luôn. Rồi đó, thì rõ ràng bạn kết hợp cực kỳ linh hoạt, đúng chưa? Thêm bớt sau đó hèm hỗ trợ bú xuôi trong đây, chẳng bị gì cả, viết nhanh gọn lẹ, nên nhiều người thích sử dụng link queue là như vậy. Và về sau cái bài này, khi mà mình đã hướng dẫn bài này rồi, thì về sau mình code mình sẽ sử dụng link queue cho nó nhanh nha. Còn các bạn mà không coi bài này thì ráng chịu nha. Đó, rồi các bạn hãy tự luyện tập thêm, hãy tự luyện tập thêm đi. Giả sử như cái bài như là đảo ngược, lấy ra danh sách theo điều kiện, lấy ra danh sách theo nhiều điều kiện, nhiều điều kiện ha, lấy danh sách theo nhiều điều kiện, rồi lấy ra những phần tử mà mình mong muốn thôi, rồi lấy số lượng mà mình mong muốn theo kiểu phân trang, đó dạng như vậy. Và sau khi làm được những điều đó, hãy cố gắng thử thêm cái nữa là làm sao để tăng hiệu suất nó lên, là đừng có mà đạm dụng quá để mà nó chạy chậm. Tức là cái thuật toán bạn chạy như thế nào để mà nó không có phải lặp lại nhiều lần, xử lý ít nhất để hiệu suất cao nhất, performance tốt nhất. Dạ, đó. Rồi link queue để như vậy thôi, rất là đơn giản. Rồi bài sau có lẽ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn về entity framework, tại vì ado.net thì cái bài phần mềm quản lý quán cà phê mình đã hướng dẫn rồi, các bạn theo cái cách kết nối đó để làm thôi, chứ hướng dẫn ở đây chỉ cho nó dài. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, biết hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển video tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn.